Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Hôm nay, tức mùng 9 tháng 3 là sinh nhật của Shanks, Mihawk và Frankie, trường phái của những người đàn ông mạnh mẽ. Hôm nay Shonen Action xin gửi một lời chúc mừng sinh nhật đến Shanks, Frankie và Mihawk. Sau đây là một video về những điều thú vị về Shanks. Shanks là tuýp người vui tính và thích tiệc tùng, là một tứ hoàng biết bơi. Shanks dậy thì và trổ mã ở tuổi 37. Tên của Shanks hay bị nhiều thành viên viết thành Shark, nghĩa là cá mập. Shanks là người mảnh khảnh nhỏ nhắn nhất trong bộ tứ hoàng. Sức mạnh, họ và tên và truy nã của Shanks đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Shanks có vẻ là người thuận tay trái trong các sinh hoạt thường ngày trước khi tay trái bị mất. Shanks có thể im lặng để mặc cho người khác sỉ nhục anh ấy, nhưng Shanks sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào làm hại đến bạn bè của mình. Điều này đã được Luffy thừa hưởng. Shanks và Buggy từng là thành viên trên tàu của Vua Hải Tặc. Sau khi băng tan rã, Shanks đã cố gắng thuyết phục Buggy đi theo mình nhưng đã không thành công. Shanks và Mihawk không chỉ là đối thủ của nhau mà họ còn xem nhau như những người tri kỷ thật sự. Kể từ khi tay Shanks bị mất thì Mihawk không còn muốn đấu với Shanks nữa. Vết sẹo trên mắt Shanks là do râu đen để lại. Shanks là một người nhìn xa trông rộng, có thể nhìn thấy rõ râu đen là một kẻ không hề tầm thường ngay cả khi râu đen vẫn chưa có gì cả. Để rồi sau đó đi tìm râu trắng để ngăn cản Ace tiếp tục đi tìm râu đen. Nếu như Haki Báo Vương của Luffy có thể hạ gục 50.000 người cá, thì Haki Báo Vương của Shanks có thể hạ gục 100.000 người, ngang với Rayleigh. Shanks đã đụng độ với Kaido trước trận Marineford để ngăn Kaido thừa dịp tấn công râu trắng. Nhưng dù đụng độ với Kaido trước đó, nhưng Shanks vẫn xuất hiện kịp ở Marineford và không hề có một vết thương tích nào. Có vẻ như tốc độ của Shanks là thứ không hề tầm thường khi Shanks có thể ngay lập tức ngăn đòn tấn công của Akainu đối với Kobe trước cả khi mọi người nhận ra sự hiện diện của anh ở Marineford. Shanks nói rằng vài giây ngắn ngủi mà Kobe đã dũng cảm đặt cờ cả tính mạng của mình sẽ là khoảnh khắc tạo ra sự thay đổi lớn nhất của thời đại. Dù rất muốn gặp mặt nhưng Shanks có vẻ đang cố tránh mặt Luffy vì cho rằng nếu bây giờ anh gặp lại Luffy thì sẽ làm trái lại lời giao ước giữa hai người. Shanks còn được các bạn trẻ Việt Nam gọi yêu bằng cái tên Xuân Tóc Đỏ. Và Xuân Tóc Đỏ cũng là một nhân vật học trong tiểu thuyết văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Shanks có ngoại hình khá giống với Yudat của Fairy Tail. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em vào cái channel thứ hai của tôi, gia đình thứ hai, đó là Game Action. Thì có thể ghé qua cái channel Game Action, ủng hộ tôi một subscribe và một like nữa. Và có thể share nếu mà anh em thích để ủng hộ tôi. Thì tôi sẽ tích cực mua bim bim Tuni để về review cho anh em. Nhớ để lại một subscribe nhé. Ok, thì đây là cách để vào Game Action. Đầu tiên, đây là màn hình ẩn danh, không có YouTube nào, không có tài khoản nào cả. Thì bạn có thể gõ Game Action. Game Action. Đây. Biểu tượng của chúng ta là con khỉ Winston ở trong Overwatch, nó đang ăn chuối. Thì đây, Game Action Channel, subscribe 3123, bấm vào. Thì đây sẽ là gia đình thứ hai của chúng ta. Đợi tôi không ơi. Đây. Đấy, mình đi rồi, mình đi rồi. Far Cry tập 1. Và đây là một video mình mới up lên. Đấy là nhà huấn luyện thú tài ba cùng chơi Pokemon đại chiến. Thì nó khá là hay. Đấy là con thì anh em qua nếu mà thấy hay và thấy series này hấp dẫn thì để lại một subscribe cho tôi. Thì tôi rất cảm kích nếu có hành động như vậy. Ngoài ra thì cái channel này thì nó sẽ live stream về những cái game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại đây. Hay là Far Cry. Hay là Dead Rising 3, Dead Rising 3 thì tôi vừa chơi hết rồi. Ok, thì các anh em nếu mà muốn giao lưu với Liên Minh Huyền Thoại với tôi thì có thể qua channel này. Và lúc nào đợi tôi live stream thì anh em comment in game ở dưới thì tôi sẽ mời. Và đừng quên bỏ lại một subscribe để ủng hộ tôi nhá.